Alo, chào tất cả các bạn, mình là Duy. Cái video clip lần này thì mình sẽ hướng dẫn cài đặt một cái phần mềm free software có tên là FreeCD to MP3 Converter. Thì đây là điển hình là một cái phần mềm mà để chuyển đổi cái đuôi mở rộng của các dạng như là từ MP3 sang một cái dạng khác, hay là CDA hoặc là WAV hoặc là ORG. Ví dụ điển hình là cái định dạng là CDA. Đây là cái định dạng thường gặp ở rất là nhiều cái CD học tiếng Anh. Ví dụ như ta mua sách ở trong nhà sách về và nó có đính kèm cái CD, thì chúng ta mở ra thì cái định dạng của cái file trong cái CD đó là chấm CDA. Thì với cái định dạng này thì chúng ta không có copy được, chúng ta copy ra nhưng mà nó không có nghe được, hoặc là chúng ta không copy được. Và khi mà nó hiển thị trên cái cửa sổ Windows Explorer thì những cái file nhạc này á, nó đều hiện là 1 KB cả. Cho nên là làm sao để chúng ta chuyển đổi từ cái định dạng này sang định dạng MP3 để chúng ta copy, chúng ta save dữ liệu trên máy để chúng ta nghe mà không cần đĩa, hoặc là một số cái định dạng khác. Thì thông thường thì trước đây thì trên Windows XP nó có cái chương trình mà Windows Media Player, nó có hỗ trợ cái phần gọi là rip rip CD. Thì khi các bạn đút CD vào thì các bạn mở Windows Media thì nó sẽ play play cái CD đó, và nó sẽ có cái tab gọi là rip CD, thì nó sẽ rip cái định dạng CDA thì nó sẽ rip sang một cái định dạng khác, như là định dạng WAV hay là định dạng MP3, và lưu nó trên câu đĩa cứng của chúng ta. Nhưng có một cái trường hợp là như vậy. Đây là một cái CD. Đây là một cái CD dạy học Anh văn. Thì đây là cái định dạng CD nhé, và 1 KB. Nhưng mà khi chúng ta mở bằng cái trình duyệt ở mở bằng cái Windows Media Player thì nó sẽ không không hát được. Nó sẽ không hát được. Đây, nó sẽ không hát được. Và chúng ta cũng sẽ không tìm thấy được cái ổ đĩa mà CD hiện tại, và nó cũng không có cái mục rip. Ở đây là chúng ta là đang ở cái noise disk ODE này, nó không có cái bất kỳ cái file nhạc nào cả, và cũng không có cái mục rip ở đây. Vậy thì làm thế nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm hỗ trợ, đó là cái phần mềm này. Thì đây là một cái phần mềm miễn phí, thì các bạn có thể đọc qua. Và ở dưới này mình nói về cái, vì đây là một cái phần mềm miễn phí nên là ai muốn đóng góp donate để ủng hộ cho những cái nhà phát triển cái phần mềm này thì chúng ta có thể đóng góp qua PayPal, hoặc là chúng ta register, chúng ta đăng ký cái gì đó, gì apps, cái này là cái đăng ký cái gì đấy mình cũng chưa biết nữa, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cài đặt. Thì để cài đặt thì các bạn phải tải, đây là có 3 link để tải, thì các bạn bấm vào một trong 3 link này để tải. Và khi tải xong và nó sẽ hiện trên desktop, và đây là cái chương trình. Thì khi click vào cái chương trình lần đầu tiên khởi động thì nó sẽ hiện thị ra cái dialog này. Nó yêu cầu là nhập cái registration code, nhưng mà thực sự đây là bản free, nhập hay không là không quan trọng, nó không có giới hạn cái tính năng, cho nên là chúng ta bấm skip. Và ở đây help không phải, bây giờ chúng ta sẽ open. Khi mà chúng ta đút cái đĩa CD vào thì nó sẽ tự động load lên các cái track này cho chúng ta. Chúng ta hoàn toàn bỏ bớt cái bước là open những cái file track lên, hoặc là chúng ta có thể ở đây có một số cái tính năng rất là hay. Thì đây là chọn cái mục là output, có nghĩa là bạn muốn đặt cái file thu âm, ủa cái file mà nó chuyển lên định dạng xong đặt ở chỗ nào. Thì khi mà chúng ta vào được tới giao diện này thì chúng ta chỉ cần là bấm extract thôi. Nhưng mà lưu ý các bạn là mặc định đó, thì khi mà extract thì nó sẽ extract ra hai dạng, hai định dạng là định dạng .mp3 và định dạng .wav. Thì để set lại thì các bạn vào cái mục option, chúng ta sẽ set lại. Ở đây chúng ta sẽ định lại cái directory, cái là thu mục chứa, và chúng ta sẽ tích vào cái này. Mặc định nó không có tích thì tôi đã tích sẵn vào đây là delete file wave
sau khi mà đã thực hiện thành công cái việc mà chuyển đổi. Và đây là cái output format, có nghĩa là cái định dạng mà chúng ta muốn xuất ra. Ví dụ như chúng ta muốn xuất ra định dạng chấm wave hay là chấm org hay là chấm mwma là chấm mv3 thì các bạn có thể chọn ở đây. Mà còn mấy cái này thì chúng ta không cần quan tâm lắm. Ở đây là một số cái, ví dụ như là cái byte rate của nó các bạn chọn cao thì cái file nó sẽ càng nặng. Này nó tỷ lệ thuận nha. Các bạn chọn số càng cao, thông số càng cao thì cái file nó sẽ càng nặng. Và đồng thời cái chất lượng cũng sẽ tăng lên. Thì thông thường là 128 kbps trên giây. Thì đây là chính là cái thông số mà thông dụng ở trên mv3.zing.vn, thì chúng ta cũng đều thấy đều nó là 128 kbps chấm giây ở trên giây. Rồi thì tối đa nó là 320. Ở đây cũng vậy, tối thiểu là 320 cũng có, mà tối đa không có thằng nào lớn hơn này. Ở đây là tốc độ thì chúng ta có thể tùy chọn, mặc mặc định thì chúng ta chỉ cần chỉnh cái tab này là bên này là được rồi, còn mấy cái tab này là chúng ta muốn tùy tùy chỉnh một cái tùy theo cái mục đích của chúng ta, và chúng ta bấm ok nó sẽ lưu lại. Và xong cuối cùng thì chúng ta chỉ cần bấm cái lệnh là extract thì nó sẽ tự động nó sẽ tự động đấy, nó chuyển đổi. Ngoài ra còn một số cái tính năng khác như là tính năng thu âm, nó là bấm record nó sẽ thu âm, bấm start thì nó sẽ thu âm, ví dụ như vậy. Thì các bạn có thể tự tham khảo. Ở đây thì đây là cái mục 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 lục là mục là ngôn ngữ, và đây là hướng dẫn. Thì chúng ta có thể lên cái trang website của nó, chúng ta xem hướng dẫn. Thì cái phần mềm này rất là dễ xài và đồng thời nó cũng free, nên là chúng ta chỉ cần sử dụng. Và nếu ai có chút tiền thì có thể đóng góp cho họ ở đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.